chẳng hạn như bản thân anh là hiện tại bây giờ đi diễn tỉnh là anh là cái người chịu khổ nhất, bởi vì hai ông ngáy dữ quá. Ngáy rất nhiều đó, có nghĩa là mỗi người mỗi tông khác nhau và hòa với nhau. Thôi, dạ. Ngủ mà cũng bè ngáy đúng nha. Rồi anh có tình ngủ trước nhưng mà xong sau đó thì cái tiếng ngáy của anh Tuấn là to nhất ha, cho nên là đã đánh thức anh dậy. Anh kêu trời ơi, hai cái máy cưa gỗ mà hai tần số khác nhau. Ô, cái tông tấp, cái tông trầm. Đúng rồi. Những vui buồn trong cuộc sống thì tụi anh đã trải qua hết rồi. Đã từ lúc mà còn độc thân cho tới lúc mà có gia đình rồi có con. Cho nên tất cả mọi cái đã nằm ở mức là giống như là một gia đình. Chỉ cần nhìn là biết, là hiểu, là muốn cái gì. Thật sự thấy anh rất là trẻ trung, thì anh có thể chia sẻ cho em cái bí quyết nào mà từ lúc mà anh cùng với các đồng đội của mình trong cái nhóm MTV á, đến bây giờ anh solo á, mà bây giờ anh vẫn giữ được cái phong độ trẻ trung như vậy? Tới bây giờ thì anh vẫn chưa solo. Có nghĩa là nhóm anh là thành lập năm 2000. Dạ. Và cuối 2003 thì anh vào nhóm. Sau đó thì hoạt động tới năm 2007, làm một cái live show rất là lớn ở thời điểm đó. Và nhóm chia tay. Thì sau 4 năm, cái thời điểm 4 năm đó thì anh hoạt động solo. Hai bài Nam Nhi và Thời Gian là hai bài mà thời điểm đó các bạn cũng rất là thích. Nhưng anh cảm giác là cái việc mà mình hát solo nó lại không thích, bởi vì tụi anh thích hát nhóm, bởi vì bè bối, nó ăn xam nhau. Cho nên là khi mình hát solo á, rồi đi diễn xa thì mình cảm giác như là mình thiếu thốn một cái gì đó. Mình cảm thấy mình không được vui, cảm thấy bị cô đơn. Cho nên rồi sau tới năm 2011, tình cờ với cái dịp sinh nhật của Nguyễn Dân, thì Nguyễn Dân mới đưa một bài hát, đó là bài Trở Về. Thì sau đó Dân mới nói là bây giờ các anh hát cho em bài này đi. Thì khi mà thu âm bài đó, xong cảm giác là mọi cái nó giống như nó một cái sự sắp đặt, nhóm muốn quay trở lại và sử dụng cái bài Trở Về để mà quay trở lại luôn. Thì từ năm 2011 tới bây giờ tụi anh hoạt động nhóm, chứ anh không hát solo nữa. Hầu như tất cả các chương trình mà mời anh hát solo thì anh đều từ chối hết. Và anh nói là bây giờ một là mời nhóm, còn không thì là anh thiệu anh tham gia một với một lĩnh vực nào đó, chứ anh không sẽ không hát lên. Dạ. Yeah. Và còn một cái ý nữa còn, là còn cái mà hỏi anh trẻ nha. Thì thực ra rất thì tỉnh táo nha, không vì nét đẹp trai con vương mà em quên mất một vài ý rồi. Kiểu thực ra thì tỉnh táo à? Có lẽ là anh không có uống bia rượu, anh không hút thuốc lá, rồi hàng ngày buổi sáng thì anh tập thể dục. Rồi tối thì nếu mà không có show thì anh lại ngủ sớm, sáng dậy sớm thì mọi cái tiếp diễn rồi ăn uống bình thường thôi. Thì nó vậy thôi chứ anh cũng không biết là bí quyết gì cả. Và một cái câu hỏi nữa em muốn đặt cho anh đó là trong cái quá trình mà mình tham gia nhóm á anh, thì không biết là có cái kỷ niệm nào đáng nhớ giữa các thành viên không anh? Tại vì tụi anh đã đi với nhau rất là lâu rồi, cho nên là đã hiểu tính nhau rất là nhiều. Thậm chí như chẳng hạn như bản thân anh là hiện tại bây giờ đi diễn tỉnh là anh là cái người chịu khổ nhất, bởi vì hai ông ngáy dữ quá. Ngáy rất nhiều đó, có nghĩa là mỗi người mỗi tông khác nhau và hòa với nhau. Thôi, dạ. Ngủ mà cũng bè ngáy đúng nha. Rồi anh có tình ngủ trước nhưng mà xong sau đó thì cái tiếng ngáy của anh Tuấn là to nhất ha, cho nên là đã đánh thức anh dậy. Rồi nếu mà anh vô tình đi mà giờ anh Tuấn hay là anh Minh ngủ trước đi thì anh sẽ không ngủ được. Và cho tới lúc một trong hai anh, là anh Tuấn đi ha, anh sẽ giật mình dậy, anh đi vệ sinh. Thì trong tích tắc của anh đi vệ sinh thôi, anh đã ngủ rồi. Anh phải chìm giấc ngủ nhanh sớm trước khi bị đánh thức đúng không ạ? Đúng rồi. Cái đó là một trong những kỷ niệm mà cũng rất là vui. Anh kêu trời ơi, hai cái máy cưa gỗ mà hai tần số khác nhau. Ô, cái tông tấp, cái tông trầm. Đúng rồi. Những vui buồn trong cuộc sống thì tụi anh đã trải qua hết rồi. Đã từ lúc mà còn độc thân cho tới lúc mà có gia đình rồi có con. Cho nên tất cả mọi cái đã nằm ở mức là giống như là một gia đình. Chỉ cần nhìn là biết, là hiểu, là muốn cái gì. Tụi anh làm việc tới bây giờ trên phương diện đồng ý với là vì đam mê và vì kiếm tiền để lo cho cuộc sống. Nhưng mà cũng là một gia đình lớn, sẽ không tách rời. Sao Phương, em thấy anh Vương trả lời rất là thiệt tình, có bao nhiêu là anh Vương nói ra được hết. Em có muốn nhân dịp cơ hội này hỏi sâu hơn nữa về những điều riêng tư của anh Vương không? Chỉ có tại Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thôi ạ. Cái đó là câu mà em cũng muốn hỏi cho anh Thiên Vương ạ. Cảm ơn anh Đình Vũ đã tạo một cái
vấn đề mới cho em để em có tinh thần để em hỏi hơn. Anh hay đi biểu diễn như vậy á, chị thì cái thời gian hai anh chị sắp xếp như thế nào á để chăm sóc cho các bé ở nhà? Cái việc chăm sóc chính thường là vẫn là bà xã hả anh? Chỉ có những cái thời điểm mà bà xã anh, chẳng hạn như trong thời kỳ sinh nở thì anh là cái người sẽ quay lại chăm sóc mang cho bà xã nhiều hơn. Nhân đây thì anh kể một cái câu chuyện, đó là đứa con đầu của anh á, là lúc đó anh đang đi biểu diễn ở bên Mỹ. Đáng lẽ là tới thời điểm là sinh rồi nhưng mà bé không chịu ra. Cho tới khi mà anh về tới Việt Nam rồi thì lúc đó anh đưa đi bệnh viện thì lúc đó bé mới chịu ra. Thì đó là một trong những kỷ niệm mà anh cảm thấy là giống như là bé đang chờ đợi ba về, đợi ba về vậy đó. Một cái gì đó cũng rất là hay. Rồi trong khoảng thời gian mà chăm cho bà xã mà mới sinh xong thì trong khoảng 6 ngày thì anh tuột hết 4 kg mà không cần phải tập thể dục, không cần phải làm gì cả. Không cần phải gym, không cần phải gì anh ạ. Không cần gì cả. Tại vì vừa chăm sóc cho bà xã, bởi vì bà xã là phải sinh mổ, cho nên là vừa chăm sóc vệ sinh cho bà xã rồi vừa chăm sóc cho em bé. Cho nên là cái thời gian ngủ của mình lúc ở thời điểm đó là rất là trân trọng nó luôn á. Bởi vì một khoảnh khắc thôi, chỉ cần là 50 phút thôi là mình cảm thấy là mình ngủ được, là mình ngủ liền. Có phải cứ ngủ có hai, nhiều khi ngủ tới 2-3 giờ cái thức dậy lần, xong cái 4-5 giờ cái thức dậy lần. Đúng rồi, cứ mấy tiếng cái thức lại miếng đúng không ạ? Tới tấp. À, cầm bu tới tấp ạ. Nói thì nói vậy thôi, nhưng có thời điểm là mình mệt quá mình sẽ ngủ quên. Thì lúc đó bà xã lại là người âm thầm vệ sinh cho em bé uống sữa này nọ xong. Rồi sau đó lúc mà anh giật mình dậy đó, kêu chết rồi, quên cho con quên thử rồi. Thì cho uống rồi. Thế là anh được ngủ thêm một xíu nữa. Ca sĩ Thiên Vương không những đưa cho chúng ta những ca khúc rất hay mà còn cho chúng ta biết được về cái trải nghiệm về làm bố lần đầu tiên thế nào, và rất chi tiết đến từng giờ. Phương, em còn câu hỏi nào muốn hỏi anh Thiên Vương nữa không? Dạ, hôm nay thì thật sự luôn được gặp ảnh ngoài đời luôn á, em thấy rất là vui. Em cũng rất là muốn hỏi anh thêm một câu nữa, đó là thì không biết là trong thời gian sắp tới là mình có cái dự định âm nhạc gì không anh? Thực ra thì tụi anh đã hoàn thành xong một album rồi. Có thể nói là mini album, bởi vì chỉ có 5 bài thôi, đã sản xuất xong. Nhưng mà xong rồi trong cái khoảng thời gian vừa qua, những cái chuyển biến trong dịch bệnh này nọ, cho nên là mọi cái đều dừng lại hết. Nhóm dự định là quay 5 cái MV của 5 bài hát đó để trở thành một cái series, một cái câu chuyện dài. Tụi anh cũng đang rất là mong muốn là mình sẽ có một cái thời điểm để mà ra những cái sản phẩm mà mình đã hoàn thành rồi với thời điểm thích hợp nhất. Anh mong là nó sẽ gần đây. Cảm ơn những chia sẻ của anh Thiên Vương cũng như là bé Phương. Chúng ta cũng đã ngồi nói rất nhiều, thì chúng ta bắt đầu sẵn sàng đến với phần 2 để chúng ta có một cái game gì đó vận động tay chân, vì ngồi lâu quá nó không tốt cho mở ngay bụng. Dạ. Vâng ạ.